bạn sẽ chọn ai trong số những cô bạn gái của em? anh không suy nghĩ nữa, em đọc lại câu hỏi này. Giữa CJ và OB, ai là người kiếm tiền giỏi nhất, giỏi hơn? Mày trả lời em, cứ trả lời thật thà đi. Chị order bắt phở gà. Không đúng không? Miễn ngay mà. Tí cầm cốc này về cho em. Được, được, được. Nếu mà... Xin chào các bạn yêu thân mến đã đến với chương trình. Và vị khách đặc biệt ngày hôm nay là ai? Đó chính là vợ mình. Bây giờ đến lúc mà CJ sẽ phải xoay vòng. Wow. Em thích cái này. Ok. Ôi. Anh ơi, cầm một cái bánh lên cho em. Câu hỏi ác ôn kinh khủng kia. Ok. Nếu chúng mình có một buổi threesome, anh sẽ chọn ai trong số những cô bạn gái của em? anh không suy nghĩ nữa. Em đọc lại câu hỏi này. Nếu chúng mình có một buổi vui vẻ với ba người với nhau ấy, thì anh sẽ chọn đứa nào trong số những bạn gái của em và tại sao? Nghĩ đi. Nghĩ vào mắt. Không. Anh phải ngửa lên, chơi cái đó rồi. Ngửa như thế. Không. Nào bây giờ. Đấy, đã bảo rồi mà. Thôi tiếp tục con này. Oh no. Rồi. Để từ trên trái. Wow. Yeah. Ủa. Cho anh hỏi, cho anh xin phép anh hỏi lại một chút nhé. Thế nếu mà anh là người hỏi khúc hỏi rồi thì em sẽ trả lời anh nào? Đứa nào? Anh phải suy nghĩ. Em để em xem nào. Thôi không chọn ra đen nữa vì anh đen rồi. Tiếp. Anh thì không có một người bạn châu Á nào nhờ. Bây giờ có trong đầu em bây giờ có hai lựa chọn. Một là hai là chơi nhiều để lẽ chơi. Nhưng mà không được nói cho hai thằng này biết mà chúng nó ghét em mất. Như nào, nói đi. À, bạn gái à? Gái em chọn Thanh Kim. Sao em lại chọn gái, phải chọn gái chứ? Em thích gái hơn. Được không? Anh chơi với Thanh Kim đâu. Đừng xem clip này nha. Đừng xem clip này nha, gớm. Ok. À, bây giờ đến lượt của Obi để chọn thử thách. Không thoát nạn, không thoát nạn, không thoát nạn. Đây là người không thích ăn hết mà lại chọn đúng con này mới hay. Được đấy. Bây giờ em mới chọn, em mới xoay vào cái này. Còn không? Why? Đọc câu hỏi đi. À, câu hỏi này hơi tế nhị. Nhưng mà thôi, ok. Em thích câu hỏi tế nhị. Giữa CJ và OB, ai là người kiếm tiền giỏi nhất, giỏi hơn? Mày trả lời em, cứ trả lời thật thà đi. Anh không nhận không? Thì chả không biết. Thì đúng là OB kiếm tiền. Nhưng mà em cũng tiêu tiền giỏi hơn. Đây mới là vấn đề của nhà mình. Người kiếm tiền giỏi hơn là cũng không thể nói là giỏi hơn thì mình là em gọi là em có duyên với tiền hơn. Rồi và Obi đã gọi là ui thế mà không em muốn thử đi. Nhắc thử một tí. Muốn thử đi em trả lời, em trả lời chưa không thẳng thắn. Trả lời em trả lời thẳng thắn nhưng mà nó vẫn đang hơi vấp vấp một chút. Tôi được rồi. Em có vấp cái gì đâu? Em không vấp cái gì cả, em muốn đi. Anh cứ nhảy vào bồ em ấy chứ. Thôi được rồi, em cứ buồn đi. Bây giờ anh ngồi cho mình hôn nhau nha. Hai, bây
giờ anh ăn được cay và anh muốn đi xong rồi em uống thử. Thôi em là người thử thách của em mà. Nhưng mà em trả lời đúng rồi sao em phải chịu phạt? Thế thôi em bỏ em cũng bây muốn giờ, đi về bây giờ, đây bởi vì em trả lời rồi, bây giờ anh uống đi xong rồi anh cho em nếm thử. Vì anh ăn được cay thì em ăn được đâu. Nhưng mà anh chị ăn thôi mình next đi. Uống đi. Em ơi, chị order bát phở gà. Biết ngay mà. Không đúng không? Ừ. Biết ngay mà. Tí cầm cốc này về cho em. Được. Được. Nếu mà nhà tổ chức cho thì mình sẽ mang về. Ok. Wow. Em đúng không? Bây giờ đúng em đúng không? Let's go. Hồi hộp ghê ha. Thôi, quả này không được. Ừ, thôi. Đi mà. Yêu ghê lắm. Nào, em hỏi này. Câu này. Ok. Em thích câu này. Lỡ như chẳng may gia đình rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì CJ sẽ lần lượt giải cứu cho ai? A là mẹ, B là vợ và C là con. Câu này hơi hiểm đấy. Thôi. Về anh vẫn sẽ phải trả lời em câu này. Lâu nhá. Không có lựa chọn đâu nhá. Thế anh sẽ cứu ai? Anh không trả lời. Anh không trả lời anh sợ mất lòng em gì? Chứng tỏ là sẽ không chọn mình rồi. Từ từ đã. Đây là một thằng rất thông minh hiểu không? Mẹ mình không hiểu tiếng Việt. Con mình bây giờ chưa biết gì. Ok. Cho nên là mình sẽ cứu vợ mình trước. Ông chơi trò này. Và từ từ mình sẽ bắt vợ mình phải bên hông và cứu cả hai người. Còn mẹ mình cũng phải bám theo. Đấy, cứu cả ba người một lúc. Chứ không có chuyện là cứu một người một nhé. Xin lỗi. Tôi không ăn đâu. Ăn đi. Không, tôi trả lời đúng rồi mà, tôi trả lời cái cách của mình. Ở đây, người ta chỉ cho chọn một trong ba đáp án mẹ, vợ và con. Thì mình sẽ cứu ai trước à? Mình sẽ cứu ai? Lần lượt tức là tất cả mọi người đều sẽ được cứu thì là con gái, bởi vì con gái nó không thể tự đi được. Đúng không? Và vợ mình cũng đủ khỏe mạnh, cũng đi tập gym, cũng năng tạ 60 cân, 70 cân. Cho nên là vợ mình cũng có khả năng tự cứu bản thân mình, nhưng mà trong trường hợp mà đấy, những người yếu đuối nhất thì sẽ là con mình, thì mình sẽ cứu con mình trước. Sau đó bắt đầu làm thế nào mà cứu vợ mình. Xong bắt đầu. Thương mẹ quá, tức là con xin lỗi mẹ rồi đấy. Nhưng mà ơi, em đồng ý với anh sẽ cứu con trước. Thế là em cũng sẽ cứu anh sao ạ? Đúng rồi. mình phải cứu bản thân trước. Ừ, đúng rồi. Xong rồi mới đến cái người yếu đuối nhất. Ừ. Mẹ mình cũng bây giờ vẫn đang rất là khỏe. Mẹ khỏe phết. Mẹ vẫn rất là khỏe. Mẹ nhưng mà tại vì mình cũng không biết là cái tình huống này là tình huống đúng nào. Đúng rồi, tình huống như thế nào, đang cháy nhà hay là đang như thế nào nữa, cũng tùy vào tình huống. Nhưng ví dụ có người ta sẽ bảo anh là thế bây giờ nếu như mà bây giờ nhá, tức là em đã từng đọc được câu này và câu trả lời như thế này. Ừ. Nhưng sau đấy thì em đọc được một cái kiểu là comment mà phản kháng lại. Người ta bảo là chứ bây giờ nếu như cứu con thì mất vợ. Bây giờ chỉ so sánh giữa vợ và con thôi. Ừ. Cứu con thì anh mất vợ. Còn nếu như cứu vợ thì anh vẫn có thể, hai người vẫn có thể làm một đứa con. Làm một đứa con khác thì anh nghĩ sao? Cái này cũng khó. Thực ra là nó sẽ là một sai lầm rất là lớn nếu mà mình cố gắng để mà so sánh giữa vợ với con mình. Nó là một điều mình không thể làm được. Bởi vì đến cả lúc mà con mình vừa mới sinh ra ấy, thì CJ có nói một câu là CJ không nghĩ rằng là cơ thể của mình nó có khả năng để mọc thêm một trái tim nữa. Bởi vì mình cảm giác như là mình yêu con vô điều kiện, mà bên cạnh đó mình cũng yêu vợ mình vô điều kiện, nhưng mà nó không giống nhau cả. Thì cách mà mình yêu con mình nó khác hoàn toàn với cách mà mình yêu vợ mình. Cho nên là đấy là một cái mà mình không thể so sánh được.
Cho nên là để mà đưa ra cái câu hỏi này thì mình nghĩ là không ai có thể trả lời được, chỉ có những em đúng là em thấy câu hỏi này rất là ác. Ừ. Vì nó còn rơi vào rất nhiều trường hợp. Đúng rồi. Chỉ có thằng khốn nạn nào mà không yêu ai trong gia đình mới trả lời được. Cứu con, cứu vợ, cứu mẹ, là cứu mẹ, cứu vợ. Không thể nào được, không trả lời được. Ok, bây giờ đến lượt của Obi để xoay thêm một vòng. Như nào đây? Đây có phải mình? Ờ đấy. Woo! I feel good! Ba da 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 da. Ôi! Ôi! Được rồi. Ui, thực ra là mình đang chuẩn bị hỏi là trên bảng này làm gì có đường rửa nhỉ? Bởi vì xoay từ nay giờ không thấy được đấy. Được đấy, ok là. Ui, tôi thích điều này. Tôi rất thích điều này. Trong các việc sau đây, trong các việc sau đây, Obi thấy hài lòng với CJ về khoảng nào hơn? Theo thứ tự dần. Giảm dần. Chuyện chân gối. Khả năng chiều vợ. Khả năng chăm con. Chuyện chân gối. Khả năng chiều vợ. Khả năng chăm con. Khó nhở. Bởi vì theo mình thì anh chả chả theo mình cả ba đều đọc. Đây là theo mình thôi. Em sẽ sắp xếp đúng theo thứ tự này: chuyện chăn gối, khả năng chiều vợ và khả năng chăm con. Em thấy anh chăm con. Nói chung là buộc phải sắp xếp theo thứ tự này thì em sẽ bởi vì chiều vợ và chăm con thì em thấy là anh cũng tương đương nhau, nhưng mà anh chăm chiều vợ hơn là chăm con. Bây giờ đến câu hỏi cuối cùng dành cho CJ. Xin mời. No. Cô bị giữ lại cho chị cái đu dừa. Đu dừa đi, đu dừa đi. Yeah. Em không làm gì đâu nhá. Rồi, ok. Stop, ok. Chấp nhận, nghe câu hỏi sau nào. Bộ phận nào trên cơ thể em mà anh không thích nhất? Ê, mình biết chồng mình mà. Mình biết mà. Ăn đi anh, hai con vào. Cả ớt. Thực sự. Thầy run quá. Em nhìn anh em đang rửa rửa cho anh chọn đồ bộ phận nha anh. Đáng đời kẻ nịnh vợ. Da nó dai ấy. Dài lắm. Thôi. Con này mà nấu chín lên thì em sẽ ăn. Mình ăn một phát xong nó phọt ra cái ruột của nó. Ừ. Trời kìa. Em thương quá. Nó. À, xong rồi. Ám ảnh quá. Kiểu cái the texture. Nhìn cho nó trông nó mềm thôi nhưng mà nó dai lắm. Ok, sau khi CJ đã phải nghỉ một chút xíu sau khi trải nghiệm con đung dừa thì chúng ta đã được phần kết của chương trình. Rồi, chắc là mình phải lấy lại tinh thần. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ hỏi một vài câu hỏi. Theo em, vợ yêu ơi, theo em thì trên bản này là em sợ nhất là cái gì? Em sợ nhất đun dừa. Thế à? Thế là nếu mà em quay phải con này thì câu nào em cũng sẽ trả lời. Thế à? Em sẽ tìm mọi cách em trả lời để bảo đứng danh dự của em. Ok, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của mình ngày hôm nay. Đây vẫn là MC của các bạn, đây là CJ và đây là vợ mình.
Và như các bạn đã biết, mình sẽ luôn luôn có những vị khách rất là đặc biệt, rất là gọi là ham chơi, và những người mà sẽ mang đến quý vị khán giả những cái tiếng cười thật là sảng khoái. Và các bạn hãy đừng quên nhớ bấm nút like, bấm nút share, bấm nút subscribe. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì, nếu mà các bạn có comment gì, thì các bạn hãy nhớ comment ở dưới, và chúng mình sẽ tiếp tục trò chuyện ở dưới phần comment, và chúng ta sẽ gặp nhau vào video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.